bảng anh đích của máy Toshiba 6508A. Đây bảng anh đích của máy Toshiba 6508A. Giờ test photo hai mặt. Copy. Chọn 1/2. Ok. 10 to. Ok. Tốc độ máy là 65 tờ trên một phút. Anh em kỹ thuật nào có cần thì liên hệ. Xong 10 bản photo hai mặt. Và đây là máy Toshiba 5506AC. Và bây giờ mình in bản index ra. Màn hình Android nha các bạn, 4.0 nha. Vuốt mỏi tay. Đây, đây là bảng index của máy 5506AC. Giờ mình test photo bảng màu đây. Đây là bảng màu của máy in ra, bây giờ mình test một cái photo bảng màu. Đây là auto color, có màu sẽ tự nhận. Bây giờ mình vô một tờ để số 1 start. Đây là bảng gốc, đây là bảng photo. Ok, anh em kỹ thuật nào có cần đi liên hệ. Đây, ngoài đây là máy Toshiba 2008A. Đây là dòng nhỏ, bao đẹp,